Chính Nguyễn XM xin chào quý vị anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay chính làm một video để chia sẻ cùng quý vị anh chị và tất cả các bạn là cách làm món cơm rang đơn giản. Xin mời quý vị anh chị và tất cả các bạn cùng theo dõi chính rang cơm. Rang cơm, đây là chai dầu. Cơm ra để cho trứng vào. Thank you.
Cho nước mắm. Cho bột ngọt. Thank you.
cho dưa chuột, món cơm rang thập cẩm, trứng và dưa chuột. Rồi, món cơm rang thập cẩm, trứng và dưa chuột chính đã làm xong. Bây giờ chính múc ra đĩa. Đây là đĩa cơm rang mà chính vừa mới rang xong. Chính mời quý vị, anh chị và tất cả các bạn ăn món cơm rang với trứng và dưa chuột. Món cơm rang thập cẩm mà chính làm và chia sẻ cùng quý vị, anh chị và tất cả các bạn. Chính Nguyễn XM xin chào quý vị, anh chị và tất cả các bạn. Chính xin phép dừng video ở đây.
Cảm ơn quý vị, anh chị và tất cả các bạn đã xem và theo dõi video của chính Nguyễn XM. Chính Nguyễn XM xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị và tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị, anh chị và tất cả các bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.